Ok, chào anh em. Thì hôm nay anh em sẽ thấy một cái giao diện mảng hơi khác tí. Mình tôi đang chần chừ số vấn đề nên là đây sẽ là cái clip mà hướng dẫn anh em nha. Trước tiên là anh em sẽ phải cần một con vi có thể tính năng chuyên nghiệp hoặc là cần page quảng cáo mà các bạn dùng iPhone của các bạn kích được vào quảng cáo cho page ấy, hoặc là bất kỳ một cái gì đó cho tờ cả cá nhân hoặc cho trang cá nhân hoặc fanpage chẳng hạn, mà ra cái như thế này và ra cái xác nhận vị trí của bạn như thế này để mặc định nó sẽ chuyển về Việt Nam, mặc định chuyển về Việt Nam. Nhưng mà bạn nên nhớ một điều là nó sẽ không quảng cáo bằng điện thoại được ngay nha, mình dùng quảng cáo điện thoại và cũng đừng do sẽ cam điện thoại bằng iPhone, hoặc là sau khi đổi nó sẽ cam luôn thì nó sẽ bị 30% chi phí thu trước, có nghĩa là hoàn toàn 100% nó dưng hô với iPhone nó sẽ thu. Nên bạn thấy bạn chọn cái này bạn sẽ ấn tiếp, ở đây nó sẽ không tiếp nha, vì tiếp là con vi của tôi, con cá nhân được làm video bị lỗi rồi nên sẽ không tiếp. Bạn sẽ chọn con vi như thế này và nó sẽ cho các bạn một quyền, đó là gì, đổi lại tất cả các tài khoản cáo mà bạn đang cầm. Bạn có thể đổi được từ tiền US về tiền Việt Nam nếu mà bạn có tất cả các tiền khác về tiền Việt Nam đó, và có thể đổi quốc gia được để gọi lách thuế. Múi giờ thì mình chưa đổi được, nghĩa là chúng ta là mình chưa test được, mình chưa chưa đổi cho nên là mình không nắm chắc. Nhưng mà nếu mà để đổi như là quốc gia để đánh thuế thì mình được, với những tài khoản nhân sự như này. Đây là một tài khoản của một đứa em, nó là bên mà gọi là tú tạo ngày xưa ấy, bạn sẽ thấy tú tạo ngày xưa đấy, nhưng mà gọi là bên mà app ấy, nó hay còn ra 2 cả năm giờ chủ yếu là app gọi cái kiểu này đó. Và các bạn ấy dính là Việt Nam, đấy là gì à, và Việt Nam thì bạn biết rằng là bị thuế rồi, thế nên là tôi ta tìm cái thuốc này ra chủ yếu là lách cái này. Đây, chủ yếu lách cái này đấy, thấy là đây ở Việt Nam này. Tôi để tiền tệ trước nha, tôi tiền tệ trước nha, xem này. Rồi nữa nha, mặc định là tôi muốn đổi cái pin đúng không, lách thuế rồi, đây tôi sẽ đổi bừa đi cho các bạn thấy là những cái gì sẽ đổi được nha. Đó, như nó sẽ báo thẳng luôn, nhất là bạn không thể đổi lên vì tiền tệ đấy. Thì với những con này mình đang ở Việt Nam, với con viên mình đang ở Việt Nam mình có chăm chắc được tiền tệ được. Ở đây tôi sẽ cứ đổi về -7 cho nó, đúng cái nó mong muốn đấy. Thì có mong là phải được đấy, nó không cho đổi bây giờ luôn đấy. Thì với những tài khoản mình đang ở IP Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không thể đổi được những cái này, mình chỉ đổi duy nhất một cái quốc gia thôi, ngành thuế thôi. Đó. Thì cái là cái cách mà để các bạn có thể giải cứu những cái đống mà vi của bạn, tài khoản quảng cáo của bạn mà đang bị thuế, đang tạo ra bị thuế đang đang còn là sang phim luôn, và bạn lách thuế một cách đẹp đẽ. Thì nó như vừa nãy như lúc đầu tôi làm thì tôi đổi từ tiền USD về tiền Việt Nam thì là đổi được, có nghĩa là đổi tất cả những tiền ngoại về Việt Nam để bạn chạy không bị mất phí, đó là ok đúng không các, hiểu không? Thế các bạn có thể sử dụng nhé. À, tìm hầu như là đây các bạn là đều tìm việc hết, hầu như là đều tìm việc hết. Con viên này tôi đã đổi một lần rồi, thế nên là tôi đổi thoải mái vô tư luôn. Tôi không dám kích đổi lần nữa, sợ nó bị mất. Đó, đây là Philippines Việt Nam vào đây. Thì có một số con nó sẽ không đổi được quốc gia nữa thì các bạn sẽ phải dùng cách này để các bạn đổi nhé. Đó. Nguyễn Thì các bạn phải dùng cách này các bạn này. Nó sẽ bạn đổi rất nhiều lần. Đó. Đây, nó sẽ bạn tiếp thì hiển nhiên các con này các bạn ấy không đổi được, nên là các bạn ấy mới nhầm đổi nha. Đó, đây là tốt cho các bạn. Và mình tới thật là mình cái lúc mình làm đấy là mình hoàn toàn đổi từ Hoa Kỳ với lại tiền US về tiền Việt đó, về tiền Việt và đẩy những quốc gia và có một số cái đổi 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 phi để đánh thuế đó, thì đấy là cái cách mình làm. Thì cái này chắc là không gì mới lạ với các bạn, nhưng mà đấy là một cách gọi là hỗ trợ cho các bạn thôi. Nhưng mình khẳng định với các bạn là đổi tất cả các tiền từ nước ngoài về tiền đồng Việt Nam đồng là đổi được,
Ok, clip đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các bữa nay. Đừng có video tiếp theo. Nếu quý anh em đăng ký kênh, subscribe ủng hộ nhân viên. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.